Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống. Trong trường quay hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Trước tiên thì ông có thể thông tin cho nhân dân biết rằng là cái tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến đợt này nó phức tạp như thế nào? Trước hết là cái mặt bằng chung của quốc gia. Thì năm nay của quốc gia nói chung và có Nghệ An ta nói riêng thì cái thứ nhất là dịch sốt xuất huyết diễn ra sớm hơn so các năm trước. Về quốc gia đến giờ này thì có 61 trên 63 tỉnh thành có bệnh nhân sốt xuất huyết với trên 60.000 người mắc và đã có 18 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết được ghi nhận. Còn tại tỉnh Nghệ An chúng ta từ đầu năm 2017 đến nay thì rải rác đã có là 117 cái bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, trong đó đặc biệt trong 6 tháng đầu năm thì nó chỉ rải rác là lúc mỗi huyện một vài người và nó xảy đơn lẻ, chủ yếu là bệnh nhân ngoại lai, ví dụ đi ở các nơi khác nhiễm bệnh mang về. Nhưng mà từ ngày 3 tháng 7 năm 2017 thì xuất hiện ổ dịch tại xã Diễn Thịnh của huyện Diễn Châu. Trong 3 tuần đầu của tháng 7 2017 thì đã có là 19 người mắc. Sau khi phát hiện bệnh nhân thì như vậy Sở Y tế rồi Trung tâm Tế phòng tỉnh phối hợp với lãnh đạo huyện Diễn Châu đã chỉ đạo sâu sát và tích cực. Thì đã tại cái ổ dịch tại xã Diễn Thịnh huyện Diễn Châu thì 19 bệnh nhân đã điều trị khỏi và 11 ngày này không có trường hợp nào mắc mới. Nhưng mà tại xã Diễn Ngọc cũng của huyện Diễn Châu thì từ ngày 10 tháng 7 đến 2 tháng 8 thì đã có 48 bệnh nhân mắc. Một số điều trị khỏi, hiện tại còn 38 bệnh nhân đang điều trị. Và ở toàn tỉnh từ đầu năm giờ mặc dù có bệnh nhân sốt xuất huyết như vậy nhưng chúng ta chưa để một trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết. Tình hình ở Diễn Châu thì có thể gọi là một cái vùng dịch như thế và nó bị sang một cái xã khác như vậy là có thể là có cái tình trạng dịch sốt xuất huyết đã lây lan phải không ạ? Như vậy là dịch đã lây lan và nguy cơ bùng phát dịch không những ở Diễn Châu và ở các địa phương khác là rất lớn. Hai cái ổ dịch ở Diễn Châu đều là nằm trên ổ dịch cũ, tức ở xã Diễn Thịnh trước đây cũng đã có dịch sốt xuất huyết, ở xã Diễn Ngọc cũng trước đây cũng đã xảy ra sốt xuất huyết. Và dịch sốt xuất huyết trong những năm gần đây thì nó sẽ xảy ra từ Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thì nó rải mỗi năm thì nó có cái mức độ và cái số lượng người mắc khác nhau. Như vậy là ở những cái vùng này thì thường thường có những cái xuất hiện trở lại đối với dịch sốt xuất huyết này. Một là cái điều kiện sống ở những vùng đó, ví dụ nơi mà nhiều ao hồ nước đọng, rồi những cái chỗ mà vệ sinh môi trường xung quanh các kiểu muỗi dễ phát triển và đặc biệt cái do cái loại muỗi vằn ở đây FFT mà nó tồn tại đó, thì trên cái nền đó mà có cái nguồn bệnh về thì các ổ dịch dễ cái tái phát và bùng phát. Vâng, có một số khán giả gửi câu hỏi đến chương trình đó là bác sĩ có thể cho biết rằng là cái cách như thế nào để mà phát hiện ra cái bệnh sốt xuất huyết sớm để mà điều trị thích hợp. Sốt xuất huyết là cái bệnh do virus gây ra. Thì một là cái vaccine phòng chống thì hiện tại mà trong lưu hành chưa có, đang là nằm trên cái là nghiên vấn đề nghiên cứu. Và cũng bệnh virus cho nên là không có thuốc đặc trị, trên vấn đề là dịch bệnh là rất nguy hiểm. Còn cái triệu chứng của sốt xuất huyết trước hết là cái thời gian là u bệnh, núng bệnh thì thường là 3 đến 8 ngày, cũng có trường hợp là đến 15 ngày. Nghĩa là sau khi bệnh nhân mà bị mũi đốt mà do mũi truyền thì là virus là dengue thì như vậy là có thể là từ 3 đến 8 ngày thì là dễ xảy ra sốt. Còn triệu chứng thì có mấy cái giai đoạn. Một kiểu biểu hiện của bệnh thì bệnh nhân thường là sốt cao đột ngột liên tục từ 3 đến 8 ngày với các cái triệu chứng là đau đầu, mệt mỏi, bệnh nhân mệt lạ, mệt rã rời, rất mệt, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau khớp. Và có một số bệnh nhân thì thường nó kèm theo cái đau họng, rồi đau bụng, tức ở vùng gan, hoặc là sơ nặng ở vùng gan thì đau. Nhưng mà ở trẻ em thì thường cái triệu chứng là đau họng, rồi đau tức đau bụng thì nó gọi là một trong các triệu chứng hơi nổi trội hơn. Sang cái giai đoạn là nguy hiểm thì từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 thì thường bệnh nhân là có cái hạ sốt
nhưng mà hạ sốt thì lại giai đoạn nguy hiểm. Lúc này là bệnh nhân có cái tình trạng thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch, bệnh nhân dễ sốc, dễ tụt huyết áp, và nếu như chủ quan hoặc điều trị không đúng không tốt thì dễ tử vong trong giai đoạn này. Vâng, thưa ông, có thể nói rằng là với cái sự mà nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết thể, và có thể là nó diễn biến ở nhiều vùng ẩm thấp như vậy, cho nên người dân cũng rất là lo ngại và có nhiều câu hỏi gửi đến chương trình, đó là cái bệnh sốt xuất huyết thì nếu như mà những người mắc ấy thì nó có để lại những cái biến chứng thế nào? Hẳn thì người mắc thì cái cấp tính thì có thể là ví dụ như dễ sốc, xuất huyết não, rồi tụt huyết áp và có thể tử vong. Nhưng nếu điều trị sớm, điều trị tích cực khoa học, điều trị đúng thì sau khi khỏi bệnh thường không để lại di chứng. Vâng. Vậy thì quá trình sốt xuất huyết thì có cần kiêng kỵ những cái loại thực phẩm hay là những cái loại thuốc nào nó ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị không? À, trong cái sốt xuất huyết thì có một cái thế này. Một là cái khi bệnh nhân là sốt á, từ chỗ mệt mỏi mệt rã rời rất mệt. Trên trong cái bệnh nhân thì thường khuyến khảo là nên uống đủ nước và uống những nước trái cây, rồi nước orezon tốt. Rồi trong trường hợp đến cơ quan y tế có chỉ định thì truyền dịch để chống tình trạng cố đặc máu. Và là ăn uống thì thức ăn các thức ăn dễ tiêu, đủ dinh dưỡng, chứ cũng không phải là có cái kiêng khem gì nhiều. Vâng. Thưa ông, theo thông tin chúng tôi được biết ấy, thì cái bệnh sốt xuất huyết hiện nay vẫn chưa có thuộc phong trì dứt điểm, cũng như chưa có cái vaccine để mà phòng ngừa. Vậy cái tình trạng này có phải kéo dài hay không, và những cái khuyến cáo từ phía bác sĩ như thế nào? Trước hết là từ bệnh sốt xuất huyết cũng như các cái bệnh do virus nói chung thì chưa có thuốc đặc trị, cho nên khi bệnh xảy ra thì phải điều trị triệu chứng. Thì ví dụ trong trường hợp bệnh nhân sốt cao thì có thể dùng thuốc hạ nhiệt, nhưng mà thường thông thường dùng là cái thuốc paracetamol là tốt. Chứ một số thuốc ấy là cấm, tuyệt đối không được dùng. Ví dụ như dùng aspirin, bệnh nhân đã giảm tiểu cầu dễ xuất huyết mà dùng những aspirin thì rất dễ là dẫn đến nguy kịch và tử vong do cái xuất huyết. Vâng. Với cái tình hình diễn biến thời tiết mà mưa nhiều và độ ẩm cao hiện nay thì muỗi xuất hiện nhiều, và đó có thể là nguy cơ để mà gây cái bệnh sốt xuất huyết. Vậy bác sĩ có thể có những cái khuyến cáo như nào đối với nhân dân và các cái địa phương nào để mà cái công tác phòng chống? Cái phòng chống sốt xuất huyết á thì có mấy cái việc thế này. Cái thứ nhất là bệnh do muỗi truyền, cho nên cái đầu tiên là chống đốt. Chống đốt cái nguyên nhân, cái môi giới truyền bệnh hay là y học ví dụ gọi là vector truyền bệnh do muỗi, cái một cái loài muỗi vằn Aedes aegypti. Thì muỗi này á, thì cái đặc điểm là hay cư trú trong nhà và thường đốt vào ban ngày, cho nên trước hết là chống đốt. Thì ví dụ bệnh nhân ngủ, cái ngủ ban ngày thì cũng phải mặc màn, hay nên mặc đồ dài tay, giữ quần dài áo dài chống đốt. Và các cái vùng da hở, những cái mùi dịch hoặc là ổ dịch thì nên dùng các cái kem mà xuống muỗi là bôi vào cái vùng da hở. Rồi là trẻ con thì không để các cháu chơi các vùng ẩm thấp, các cái vùng nhiều muỗi phát triển, và phải giữ gìn sức khỏe cho các cháu theo dõi sát. Cái thứ hai là ngoài cái chống đốt thì chúng ta phải có cái biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng vào bộ gậy. Diệt muỗi thì trước hết là phát động là cộng đồng, không phải riêng của nhiệm vụ ngành y tế. Chúng ta phải tham gia làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, như phát quang cái nơi ở, cái môi trường sống, và khơi thông các cái cống rãnh, không để được tù đọng cái nơi muỗi thường đẻ trứng. Rồi là lật úp tất cả các cái chỗ mà chứa nước, ví dụ như lốp xe cũ để ngoài trời, cả cối đá cũ mà lâu nay ta dùng mà đọng nước, rồi mảnh sành sứ chung hụ, rồi là kể cả như hộp sữa dùng rồi, rồi là cái vỏ gạo dưa, cái vỏ dưa mà nước đọng trong đó, tất cả những vấn đề đó là những cái nơi là muỗi có thể phát triển, thì chúng ta hoạt động cộng đồng là phải lật úp những cái đó và khơi, không để cho muỗi phát triển. Rồi một số vùng thì thường có cái dùng nước giếng khơi hoặc là cả cái bể chứa nước mưa, thì trong đó cũng là chúng tôi kiểm tra thì thường là cái lăng quăng bò gầy cũng rất phát triển, thì cũng có cái biện pháp y học có thể thả cả rô đồng rồi cả rô cơ ở trong đó, để một là chúng nó sẽ ăn cái lăng quăng bò gầy để là diệt không cho muỗi phát triển, hoặc là không thả cả thì phải đầy kín, bưng kín cả cái chỗ mà nước để tránh cái muỗi xâm nhập vào trong đó. Sang có cái thứ ba nữa là phải quản lý tốt các cái bệnh nhân.
bởi vì bệnh nhân là nguồn bệnh từ máng mầm bệnh, cho nên khi mà bệnh nhân mà đã bị bệnh hoặc là chuyển đến điều trị ở các cơ sở y tế thì chúng ta quản lý họ, ví dụ điều trị cho họ, nhưng mà rồi là cũng phải cho họ nằm màn, rồi là làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh trong cái nơi mà có vùng bệnh nhân để là hạn chế cái mũi loài mũi vằn truyền bệnh đối với người bệnh, sau đó lại phát triển nấm mũi và lại chuyển sang người lành. Mà trên thực tế cũng đã có những trường hợp như vậy lây sang cái thầy thuốc hoặc lây sang những các vùng khác. Ngoài cái vấn đề chống đốt, rồi diệt long quăng bọ gậy, rồi quản lý tốt người bệnh thì còn cái biện pháp là phun hóa chất rất quan trọng trong trường hợp về đối với các ổ dịch đang xảy ra, các cái ổ dịch cũ, các cái địa bàn, các cái thôn xóm là có cái mật độ mũi mà cao, mà đặc biệt có cái loại mũi vằn mà truyền bệnh này, thì cái biện pháp là tổ chức phun hóa chất thì rất hiệu quả. Cho nên là phải địa phương, chính quyền các địa phương phải hỗ trợ kinh phí cũng như cái nguồn dự trữ của các cơ sở y tế tổ chức phun hóa chất là một biện pháp. Còn trong gia đình ấy, thì ngoài cái vấn đề chống đốt có thể dùng các biện pháp như hương xông mũi cũng là có cái tác dụng để giúp cho công tác là chống đốt. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng. Thưa quý vị, những cái thông tin mà bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng vừa cung cấp cho chúng ta cho thấy rằng là bệnh sốt xuất huyết rất là nguy hại. Nguy hại chỗ là chưa có thuốc phòng trừ hữu hiệu và chưa có vaccine tiêm phòng. Cái biện pháp hiện nay theo chúng tôi được biết và bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng cho biết đó là phải diệt bọ gậy, diệt long quăng và phòng muỗi đốt. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.